Khu nhà ở thương mại TNG Villa, ngoài 175 căn hộ có người sinh sống, còn có nhiều địa điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ, cửa hàng tiện ích, kinh doanh Internet. Với loại hình nhà ở hỗn hợp như vậy, việc phòng chống cháy nổ là vấn đề không hề đơn giản. Bởi vậy, đơn vị quản lý khu nhà đã tích cực triển khai các phần việc cần thiết. Thì đối với những cái hộ kinh doanh mà trước khi mà vào làm việc tại chung cư thì chúng tôi cũng có tổ chức những buổi đào tạo hướng dẫn cách thoát hiểm thoát nạn, rồi là những cái sơ đồ thoát hiểm trong khu vực và các thiết bị sẽ sử dụng trong quá trình khi mà xảy ra cháy nổ. Các cái hộ kinh doanh khi mà làm việc tại TNG thì cũng phải ký một cái bản cam kết là thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy và tuân thủ theo quy định mà TNG đã ban hành. Nếu như có xử lý vi phạm mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh lý hợp đồng cũng như là mời cơ quan chức năng vào để xử lý, để giải quyết dứt điểm. Với việc đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của địa phương, gia đình anh Đỗ Đức Dũng, trú tại tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, hiện đang cho thuê trọ, đã nắm được sự cần thiết của việc thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy để áp dụng vào thực tế. Hiện nay thì đối với những cái quy định liên quan đến phòng cháy đối với những hộ kinh doanh như gia đình nhà tôi thì nhà tôi đã, thứ nhất là liên quan đến lối thoát nạn. Thì nhà tôi đã làm riêng lối thoát nạn để khi có cháy xảy ra thì mọi người cũng được thoát nạn một cách dễ dàng hơn. Cái hai liên quan đến hệ thống điện thì toàn bộ bây giờ là những cái công tơ điện là nhà tôi đều đấu riêng và mỗi phòng là đều có những cái át riêng để khi mà không có ai ở trong phòng thì nhà tôi cũng tuyên truyền luôn là toàn bộ là khi không ở trong phòng là sẽ tắt át. Ngoài ra thì nhà tôi cũng có những cái quy định riêng liên quan đến phòng cháy chữa cháy như là sau 10 rưỡi đêm là toàn bộ là những xe đạp điện là sẽ không cắm sạc điện nữa. Phường đã thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra. Thì qua kiểm tra thì chúng tôi thấy một số các cơ sở cũng đã được trang thiết bị và cũng đã được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, nhưng mà các cái phương tiện để chữa cháy thì nó cũng còn thô sơ cũ rồi. Sau khi kiểm tra phát hiện, chúng tôi yêu cầu các cơ sở phải khắc phục ngay những cái tồn tại hạn chế như là trang bị thêm các cái bình phòng cháy chữa cháy và tập huấn thêm các cái kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các cái hộ đến trọ và các cái người đến làm việc và kinh doanh tại các cái cơ sở dịch vụ ăn uống hoặc là dịch vụ kinh doanh trên địa bàn phường. Và sau cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi cũng sẽ thành lập đi kiểm tra lại cái việc khắc phục của các cơ sở. Nếu mà các cơ sở có cái việc vi phạm thì chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý theo quy định. Nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý các nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy và tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành các quy định liên quan của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và đình chỉ hoạt động của các đơn vị vi phạm. Nhiều tồn tại cũng đã được chỉ rõ và yêu cầu khắc phục kịp thời hoặc xử lý theo quy định. Thông qua đó, ý thức và sự hiểu biết của các đơn vị, doanh nghiệp cũng được nâng cao, góp phần giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do cháy nổ gây ra.